Bé La Vi lớn phỏng phao đón Giáng sinh với gia đình Bảo Mẫu, Phùng Ngọc Huy có động thái khi xem ảnh. Hình ảnh bé La Vi đón Giáng sinh bên đại gia đình của hai cô Bảo Mẫu nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây trên trang cá nhân, chị Họa My, Bảo Mẫu của bé La Vi, đăng tải hình ảnh đưa La Vi đi chơi cùng gia đình nhân dịp lễ Giáng sinh. Kèm theo ảnh, Bảo Mẫu chia sẻ, gia đình mình mừng Chúa Giáng sinh bằng cách mỗi người một kiểu. Bé La Vi đi chơi Giáng sinh cùng gia đình của hai cô Bảo Mẫu. Nhìn trong ảnh, con gái của nghệ sĩ Mai Phương tươi cười vui vẻ, chụp ảnh kỷ niệm khi quay quần bên các thành viên trong gia đình của Bảo Mẫu. Cô bé diện váy và áo đỏ xinh xắn, chuẩn outfit đón Noel. Bé cài thêm bờm tóc sừng tuần lộc vô cùng đáng yêu. Lên 10 tuổi, nhóc tỳ bắt đầu trỗi giò cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp khiến người xem suýt xoa. Chỉ trong vài tháng gần đây, vóc dáng của La Vi thay đổi thấy rõ, hiện tại cô bé đã cao hơn vai của hai cô Bảo Mẫu. Cô bé diện trang phục đỏ vô cùng đáng yêu, nhóc tỳ trộn dáng cao lớn phỏng phao khi lên 10 tuổi. Sau khi đăng tải, hình ảnh La Vi cùng gia đình bảo mẫu quây quần bên nhau nhận về nhiều bình luận. Đáng chú ý, ca sĩ Phùng Ngọc Huy cũng âm thầm thả like cho bài viết, được biết hiện anh đang ở Mỹ, bận rộn với lịch trình đi show ca hát. Phùng Ngọc Huy âm thầm theo dõi con gái qua trang cá nhân của Bảo Mẫu. Thời gian qua, dù không ở cạnh bé La Vi, ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn theo dõi sự trưởng thành của con gái mỗi ngày không ít lần dân tình nhìn thấy nam ca sĩ để lại bình luận tương tác hỏi thăm về con gái bên dưới bài viết của bảo mẫu la vi phùng ngọc huy nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với sự chăm sóc của hai chị em bảo mẫu dành cho la vi hai chị em my hết lòng hết sức yêu thương chăm sóc và bảo vệ cho bé hai em vì con của anh và mai phương mà phải chịu những áp lực phiền phức Tất cả những điều các em phải gánh chịu chỉ vì các em yêu thương và hết lòng vì sự bình an, phát triển lành mạnh của La Vi, nam ca sĩ chia sẻ trước đó. Dù không ở cạnh con, nam ca sĩ luôn quan tâm, yêu thương con gái. Nhóc thì còn tình cảm gọi bảo mẫu là người mẹ thứ hai.